Hello các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh TikTok của Dục Hằng Lương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại chuyên mục hỏi đáp các trường đại học trên thế giới. Và chủ đề hôm nay sẽ là Taylor. Yes, ok, vào chương trình nhé. Rồi, câu hỏi đầu tiên. Có bao nhiêu hệ đào tạo trong trường đại học Taylor? A 1 hệ, B 2 hệ, C 3 hệ và D 4 hệ. Đúng không? Sai. Sai. Rồi, hình phạt của bạn sẽ là hình phạt nào? Ủa, thử lấy cái gì rồi? Biết. Lấy cái dung này hệ mà. Hệ gì? Hệ rồi. Okay. Ok, câu hỏi số 2. Rồi, đại học Taylor có đào tạo bao nhiêu ngành học? A 10 ngành, B 12, C 14. C, bấm sao anh C? Trả lời thôi ạ. C. Chắc không? C. Đó đó. Yeah. Rồi tiếp theo. Khách sạn. Ok, đại học Taylor có chương trình học nào mà các trường ở các quận thành phố không có? Các trường cụm thành phố không có. Cụ thể là Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Đáp án là C. Chơi đáp án nào? Program. Đúng xác. Chúc mừng bạn. Câu hỏi tiếp theo. Trường đại học Taylor có hứa hẹn mấy trên bảng xếp hạng World Ranking? Dạ. Đúng không ạ? Trời ơi. Hay quá. Wow. Rồi tiếp theo ạ. Tỷ lệ sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm nằm trong top mấy ranking trên thế giới của trường đại học Taylor? Top 100. Cho đáp án ạ. Đáp 100. Sao? Và hình phạt của bạn sẽ là? Wow. Ok, rồi tiếp theo. Mấy Mỹ là này, top 20. Quá chính xác. Áp lực. Ok, tiếp theo nào. Trường đại học Taylor có hứa hẹn mấy trong bảng xếp hạng thế giới trên châu Á? Top 1. Không chính xác. Được, cái cuốn đọc lại liền. Ok, câu hỏi tiếp theo ạ. Nhìn tổng thể thành tích trường đại học Taylor có bao nhiêu hạng nhất? Rồi, câu hỏi tiếp theo ạ. Trường đại học Taylor có tỷ lệ sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng các trường tư thục châu Á? A top 1, B top 17, C top 20 và D top 49. Châu Á hả? Nam. Châu Á là top 1. À. Và kết quả là? Kết quả là? Chắc chưa? Cho là vậy đi, chắc đi. Kết quả. Kết quả sẽ là? Không có thì mình quẹt thôi chứ đâu sao đâu. Đúng không? Châu Á nó top 1 mà. Châu Á mà. Kết quả là? Kết quả là? Mình sửa câu trả lời. Wow. Ok, câu hỏi tiếp theo. Trường Nam Tây Lo có bao nhiêu hệ giáo dục? A 1, B 2, C 3 và D 4. D 4. 4 hệ giáo dục. D4. Và kết quả sẽ là... Wow, xin lỗi bạn. Yeah. Wow, con mèo rất là đẹp luôn. Chết chưa? Rồi, bạn cho câu hỏi. 1, 2, 3, 4, 3. Chính xác. Chết rồi, câu hỏi tiếp theo. Tòa H Dragomaisa có chiều cao là bao nhiêu? A 254, B 452, C 524 và D 425. Nam. 4. Số đẹp đen. Sai. Ủa sao vậy? Không tìm hiểu Malaysia gì hết. Chị chọn gì vậy? Wow. Chọn câu C 425. Yeah. Wow, chúc mừng bạn. Ủa, sao bé này gấp đôi? Tại vì nó không đúng luôn. C và 425. Rồi, hân nè. À, D rồi. Mày nói C, má. Cô B à? Mà mày nói C. Cô B. Chính xác. Yeah. Rồi, câu hỏi tiếp theo ạ. Bắt đầu đi tới biểu tượng tòa hấp đôi của Mesa có hình gì? Mời bạn. Dễ quá. Mời bạn xem hình. Không. Có hình gì?
mời bạn. Tạ hát đôi. Malaysia biểu tượng có hình gì? Nam. Cậu tự trả lời đi các bạn. 2 1 Bang bang bang. Tờ hát đôi Malaysia biểu tượng hình gì? Biểu tượng là cái biểu tượng đó hả? Không, tờ hát đôi biểu tượng hình gì? Biểu tượng hình biểu gì? Biểu tượng tờ hát đôi của Malaysia có hình gì? Hình cây cầu đó, có hai cái cây. Chị trả lời rồi. Chị trả lời rồi. Ok ok ok, cho chị lại. Biểu tượng tờ hát đôi có hình gì? Biểu tượng tờ hát đôi là bốn ba tờ tháp ơi, hai tờ tháp, hai tờ tháp sai. Cái câu này hơi hát đảo nha. Ờ, cái biểu hơi chấm nha, hơi chấm nha. À, biểu tượng tòa tháp đôi của Malaysia có hình chữ M. Chính xác. Malaysia chữ M for Malaysia, chữ M. Bạn tiếp theo, bạn tiếp theo câu hỏi tiếp theo ạ. Bậc cao đẳng tại đại học Taylor có bao nhiêu chuyên ngành? A, B, A, 3, B, 6, C, 9 và D, 12. Câu D, 12. Yeah, sai, tiếp. Chết rồi. Cái này là gì? Dạ, tao biết cái gì vậy? Bạn chơi tâm lý học. Câu C. Ok, câu hỏi tiếp theo. Câu C. Chính xác. Yeah. Cuối cùng cũng thấy được. Rồi tiếp theo ạ. Khối ngành kinh tế của trường đại học Taylor liên kết với bao nhiêu đại học cấp bằng trên thế giới? A, 4. 4. Câu trả. Và câu trả lời là sai. Rồi. Kinh tế. Không, cãi người ta. Chưa mẹ. Chưa. Ấy cái mic gì à? Vợ cho mi dễ vậy. Rồi, rồi tiếp theo ạ. À, wow, xin lỗi. Câu trả lời của bạn là D. Sai. Dạ đừng coi. Câu trả lời của bạn là bốn. Sai. Bốn trả lời sai rồi, bốn nữa. Ủa mày không có gì. Trời ơi. Cái bạn mà trả lời nhỏ nhỏ thôi. Rồi câu trả lời tiếp theo, câu trả lời của chị là nè, khối ngành kinh tế đúng không? Trường Taylor liên kết bao nhiêu đại học cấp bằng? Liên 4, kết với bao nhiêu đại học cấp 3, bằng? 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Sai. Hay là 1? Hơi nhiều nha. Tôi sai có 1 câu quẹt tới 3 cái. Ờ, trả đây. Không ấy à? À, đáp án của em là câu B ạ. À. Chính xác. Cuối cùng cũng có người. Nghe rồi. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Ngành luật trường, ngành luật tại trường học Taylor do đại học nào cấp bằng? Chết rồi. University of Taylor, Liverpool, Manchester. University of Manchester. Yeah, wow. Sai rồi. Trời ơi, mấy kia là mấy sai rồi đó. Chết rồi. Hết rồi. Trời ơi, có lỗi rồi. Chọn câu B. Wow, cái trường này có hả? Sai. Dạ thay rồi. Hỏi phun bộ mèo rồi đó phải không? Phun bộ mèo rồi. Rồi, mời bạn mắc câu nào? Sẽ chọn là câu C, University of Liverpool. Chúng con mở phun bộ mèo. Rồi quá trời. Rồi, tiếp theo nào? Dạ câu A. Chính xác. Rồi, tôi xí. Câu hỏi cuối cùng nào? Dễ là tiền không? Ngành luật của trường học Taylor được công nhận chuyển tiếp của bao nhiêu trường đại học? A 3, B 5, C 7, D 10. Bao nhiêu trường thôi chứ đâu bao nhiêu. 3. Ồ, đáp án là sai. Quá trình luật quân tổng. Mẫu ghê luôn. Chuyển tiếp. Buồn vui xui tình bạn. Số 5, câu B. Yeah, yeah, sai. Cái này là sai. Ủa, vẫn sai luôn á hả? Đó là ai cũng sai. Đó là ai cũng sai. Mini, 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 mini. Cái gì vậy? Sai. Rồi, hỏi
đọc kinh nhà. Rồi, mời bạn. Câu C. Đúng, chính xác. Chúc mừng. A few moments later. Có hỏi hôm nay về tuần này và trường học Taylor. Xin chúc mừng bạn Huy đã giành được số điểm cao nhất và giành chiến thắng của người hôm nay. Hai mặt công ty Hằng Lương xin gửi bạn một tấm một chiếc quà bí mật. Hãy giờ mới mở nha. Ok. Rồi, bạn có chia sẻ cảm nhận gì hôm nay không? Em rất vui khi mình được nhận giải này. Và cảm ơn các bạn học sinh mà đã giúp em nhớ bài rõ hơn. Ok. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, cảm ơn bạn nha. Rồi, ok, đó là hết số của tuần này. Các bạn đừng quên vào kênh TikTok của Hằng Lương, like và share cho chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn.